Chuyến xe cha con hợp sức lại lăn bánh, mở ra một hành trình mới, tìm đến những cặp cha con yêu thích thử thách và khám phá. Hãy xem phong bì nhiệm vụ tuần này sẽ gõ cửa nhà ai nào. À, xin chào em. Dạ, xin chào cô chú. Chào. Cha con hợp sức gửi thư mời đến gia đình ạ. Hai, mày gái, không mày. Ngày của con nè. Chào mừng hai cha con đã đến với chương trình Cha Con Hợp Sức. Để gặp đôi của mình. Thủ của mình là cùng nhau bắt đầu hành trình trải nghiệm đầy bất ngờ nhé. Yeah. Thích không? Rồi cái game này coi suốt ngày mà. Sao cả, xong chưa cả? Trời, bạn chi cho cả. Rồi, đi cả. Sáng con tưới rau chưa? Chưa. Tưới phụ mẹ đi, ở nhà mẹ có em bé, mẹ đâu có tưới đâu. Mẹ đầy đủ đâu phải không? Cặp đối thủ cha con mà mình sẽ gặp là ai mình chưa biết luôn. Không biết người ta có giỏi hơn mình không ha. Bạn kỳ gì muốn đi chơi với bạn trai hay bạn gái? Bạn gái. Gái à, tại sao? Thôi không quay gái bạn gái à. Chứ nếu mà là bạn trai thì sao? Chết rồi, gặp gái phải nhường người ta rồi không? Không nhường luôn, trời ơi. Giúp thôi, không nhường. À giúp, giúp, giúp chứ không nhường không? Điều thú vị mà chương trình luôn chờ đợi đó là sự háo hức của các cặp cha con khi họ nói về đối thủ và hành trình sắp trải nghiệm. Hy vọng rằng chuyến đi đến khu sinh thái Hồ Mây Vũng Tàu sẽ không làm hai cặp cha con thất vọng cho những điều họ đang chờ đợi. Hình như không phải. Đội bạn là ai đây? Đi, thấy chưa? Giờ xuống đi. Thằng lớn hơn con à. Hey. Trời ơi, tưởng ai? Con chào nhà, chú thầy đi. Ờ, chào con. Cái này đâu phải đối thủ đâu, bạn. Em đây là chào, chào anh nha con. Chào anh. Bây giờ chúng ta là đối thủ rồi. Yeah. Dạ là không quen biết à, không quen biết à. Yeah, hai cho con, yeah. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển lên cáp treo nhá. Xin mời ạ. Sau màn chào hỏi ban đầu thì đây có thể xem là chuyến đi chung đầu tiên của hai cặp cha con. Nhưng khác với cha của mình, hai bạn nhỏ hẳn vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Này lần đầu tiên đi cáp treo không con? Đầu tiên lạ quá. Lát lên cao lắm. Con gái đi cáp treo lần nào chưa? Chưa luôn hả? Đây là hai bạn lần đầu tiên luôn. Nhỏ mà. Ghê quá. Ghê quá. Cái này ghê quá. Trước khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp này, hẳn là sẽ hứa hẹn một cuộc chơi đầy lạ lẫm và thú vị đây. Bây giờ chúng ta đang có mặt tại khu du lịch Hồ Mây rồi. Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta sẽ là một nhiệm vụ vận động, hiểu ý. Một bạn sẽ là logo màu đỏ, một bạn sẽ là logo màu xanh. Vậy thì ai sẽ chọn logo màu đỏ? Con màu đỏ, còn em Kỳ màu xanh nhá. À, mình có 20 phút, mày hiểu không? Không, là lúc đó con không muốn đi chung với ba nữa. Thì giống như mấy cái game mà chơi mật thư này kia đó. Chưa có tới chỗ này lần nào. Lại không? Con có bồ đàm, bà sẽ dùng bồ đàm, ba nói chuyện với con với điện thoại di động hay không? Đầu tiên đi tìm bản đồ trước rồi mới giải mấy cái đó được. Tại vì chưa biết vườn yêu ở đâu nữa vậy. Như mà tìm hết ba logo cũng không biết đi đâu nữa. Đúng rồi, bố thấy con vậy là giỏi rồi đó. Mình suy luận có tìm cái bản đồ trước. Có trước có sao hay không? Có logic. Ba gợi ý cho con kiếm được ba cái logo. Con đến sớm thì con thắng bên đội của anh Phúc. Yeah coi. Yeah. 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 Bye bye. Bye bye. Giờ thì cuộc chơi mới chính thức bắt đầu. Hai cha sẽ tạm bị đưa đến một nơi bí mật. Nhiệm vụ của hai con là phải giải được mật thư, tìm được ba logo của chương trình để đổi lấy vé tàu, tìm đến chỗ bí mật của cha. Giờ bắt đầu rồi đúng không? Biết nghe không? Dạ nghe. Gợi ý 1. Logo thứ nhất là ở nơi lưu giữ hình ảnh và khoảnh khắc kỷ niệm của cha con.
và các vị khách du lịch. Nghe chưa? Nghe không? Dạ nghe. Vậy con đã nghĩ ra được nó nằm ở đâu chưa? Over. Thì cần nghe không con? Dạ nghe ba. Con gặp mấy cô nhân viên ở trong đây đó, con hỏi người ta cái chỗ mà. Cái chỗ người ta chụp hình đó, người ta để người ta lưu giữ lại làm kỷ niệm đó con. Rồi vậy bây giờ con tính đi tìm nó. Over. Để con coi thử coi ở đây có sân khấu hay là có cái gì không? Cái trại, cái chỗ mà lưu. Dạ rồi, cái chỗ mà lưu niệm của mấy chụp hình cho mấy người nước ngoài ở đâu? Con đi lên như kia, đó. Đi thẳng lên không? Xong có quẹo trái quẹo phải không? Đi lên thẳng đó, quẹo tay trái. Dạ, cảm ơn. Nói chuyện với ba chậm thôi. Chỗ mà người ta để lưu trữ mấy hình lưu niệm của du khách á. Chắc là con nghĩ là ở sân khấu, over. Thì ơi, sao rồi con? Thì con đây đi tìm. Con không biết thì con hỏi nhiều người. Chứ không, có khi một người ta chỉ không có chính xác, con hiểu không? Dạ. Chú ơi, cho con hỏi cái chỗ nào khách chụp hình lưu niệm á, chụp hình những loại. Con đi qua bên xã này đi khoảng 15 mét con nhé. Đi thẳng xong quẹo phải trái. Đi đường theo đường này con nhé, đi bên xã đi nhé. Đi thẳng xong quẹo phải trái. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn chú. Hình như con tìm được chỗ rồi, không biết nữa. Chắc là con tìm được chỗ. Hình như con thấy rồi. Con hỏi rồi. Dạ rồi. Hay vậy? Có không? Con tìm được logo đầu tiên rồi bố ơi. Ok, giỏi quá con trai. Rất là giỏi, bố chưa nghĩ ra được là sẽ phải tìm ở đâu đi con. Ở trong quầy ảnh lưu niệm. Cái nghĩ đầu tiên thì ba chưa đoán được, cô Bin tự đoán ra. À đợi con tí nha, con đang tìm logo thứ 1. Con tìm được cái thứ 1. Con thấy rồi, yeah. Rồi nghe gợi ý thứ 2 nha. Dạ. Đến ngôi nhà trên cao của sứ giả hòa bình để tìm logo tiếp theo, nghe chưa? Dạ nghe. Rồi bây giờ con hãy đến ngôi nhà cao của sứ giả hòa bình á để tìm logo tiếp theo, nghe không? Dạ. Cô biết sứ giả hòa bình là gì không á? Thì con suy nghĩ xem ngôi sứ giả hòa bình là gì. Ngôi nhà trên cao thì chắc là trên cây rồi đúng không? Over. Vườn chim không biết có không ta? Hỏi người ta trong mơ gì vậy? Rồi ba tiếp theo là gì ba? Cái nhà ở trên cao. Không, kia là cái nhà trên cao của sứ giả hòa bình. Hòa bình là bồ câu. Bồ câu. Con đó nhà của bồ câu. Đúng rồi, giỏi lắm con nha. Bố để cho con tự đoán á. Rồi giờ con đi tìm coi cái ngôi nhà của chim bồ câu xem có logo thứ hai không nha. Over. Để anh coi thử coi có thấy không. Over. Sứ giả hòa bình đó hả? Đúng rồi. Dạ. Sứ giả hòa bình đó là cái ngôi nhà trên cao của sứ giả hòa bình là cái người mà để người ta đại diện cho cái thánh thiện gia đình đó con. Bồ câu mà không có thấy. Nhưng mà xếp bồ câu thì phải ở dưới đất. Cô biết sứ gì Hòa Bình á, trên cao. Hỏi người ta sứ giả Hòa Bình á, ngôi nhà trên cao, con nghĩ ông nó phải nằm ở trên cao rồi đó. Ở đâu á? Con coi bản đồ đi con, nhìn nó cái bản đồ đi. Dạ. Con đi tìm một loài động vật ha, tượng trưng cho Hòa Bình. Con biết là mấy nãy con chụp cái con này là ăn đây. Đúng rồi, ăn này. Đi thẳng xong quẹo phải. Rồi ở trên đây sao lấy xuống ta. Bố ơi, bố con thấy rồi mà không biết làm sao lấy xuống. Nếu con thấy rồi con không lấy được thì con có thể nhờ người đi gần đó lấy giùm con ha. Dạ.
Trong khi Kỳ Kỳ còn đang loay hoay tìm đường, thì Vĩnh Phúc đã tìm ra được cách tìm logo rồi. Có vẻ như nó đang quá sức với em rồi. Hãy xem Vĩnh Phúc sẽ giải quyết như thế nào đây. Chưa nghĩ ra được, chưa dám quyết đoán. Mà thôi cứ để cho bé đi tìm tiếp coi nó như thế nào. Con đi tìm người giúp con lấy cái đó xuống. Cái chuồng bồ câu nó cao lắm không? Over. Thì nó cao. Mà con có hỏi được chưa? Người ta có biết không con? Dạ biết. Trong thời gian đi tìm á, nếu con hỏi thì con hỏi luôn cái vườn nghỉ luôn nha con, đừng bỏ mất thời gian nha con. Khoan. Anh té. Leo lên đi. Con. Leo biết này mới được chứ. Không. Quên. Con cái màn hình ngoài đó thì con có biết gì vậy? Con lấy được chưa? Over. Dạ rồi. Đang lấy. Dạ rồi. Thôi, giờ chết chứ. À, lấy đi nè. Ba ơi. Lẹ lên, hỏi người ta vườn yêu ở đâu. Tìm logo thứ ba ở vườn yêu nha. Dạ, đi theo đường mòn hả bố? Nha, gặp chú bé có cánh. Ở vườn yêu, để tìm logo thứ ba nha. Ở vườn yêu, con hỏi người ta vườn yêu ở đâu, con hiểu không? Thấy rồi ba. Nghe không? Có cánh nó giữ cái logo của con á. Ủa vậy sao mà anh con thấy, ủa nhìn thấy rồi nè, thấy rồi có tìm được cái thứ ba rồi. Giỏi lắm, vậy bây giờ con chạy tới bác trưởng tàu đi nha. Over. Dạ rồi. Bác trưởng tàu hả? Bố ơi bố, trễ tàu rồi, bây giờ phải tìm một phương tiện khác. Để đi rồi. Giống như là xe ngựa về hướng này. Con được ba cái này con nè ba chú. Cái là chú có chở này đâu, chấn cỡ ngựa. Chở tới đâu? Không biết chở tới chỗ, chỗ bí mật con. Gì á cô? Biết chú ba con á. Chỗ bí mật của bố. Có, chú chở không đi được. Dạ. Alo, con lên được ngựa chưa? Over. Dạ rồi. Con tìm được bác trưởng tàu chưa con? Dạ được rồi, over. Được rồi ba, được rồi ba. Con tìm được chưa, nói cho ba biết. Dạ rồi ba ơi. Rồi nói chậm bố mới nghe được, nói xong phải over. Hoặc là bố nói bố over rồi mới tới phiên con nói. Chứ con nói về nó chồng bố đâu nghe được, hiểu không? Over. Over, giờ con lên được tàu chưa? Dạ rồi, over. Này khó nhất là xài bộ đàm như vậy, thì khó nhất là đi giải mấy câu kia. Con gần tới rồi ba. Nhưng mà con đi bằng xe gì á? Dạ con đi bằng xe ngựa. Giỏi quá. Giỏi quá. Ok. Trời ơi, hai cha con có hình rồi nè. Như vậy là trong nhiệm vụ vừa rồi thì bạn Vĩnh Phúc đã lấy được 3 logo và lại còn lấy được trước cả em Kỳ Kỳ nữa. Cho nên là bạn Vĩnh Phúc được tặng thêm một logo nữa. Xin chúc mừng bạn Vĩnh Phúc. Chúc mừng em đi con. Đây là 4 logo của con. Còn đây là 3 huy hiệu tương đương với cả 3 logo của em Kỳ Kỳ. Như vậy là nhiệm vụ đầu tiên của hai bạn nhỏ của chúng ta đã hoàn thành khá suôn sẻ. Dù vậy, sự ăn ý giữa cha và con khi hướng dẫn nhau vẫn chưa được thuyết phục lắm. Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là màn khởi động. Hãy chờ xem trong nhiệm vụ tiếp theo, cha và con sẽ xử trí ra sao nhé.
Nhiệm vụ đập chậu. Trong 7 phút con bị bịt mắt, cha sẽ đứng bên ngoài hướng dẫn cho con đập các chậu do chương trình cung cấp. Nếu con đập được chậu có chứa những vật bên trong sẽ được cộng thêm một chậu vào kết quả. Mỗi đội sẽ có một lượt thực hiện nhiệm vụ. Thời gian quy định, đội đập được nhiều chậu hoa hơn được cộng một huy hiệu. Giả bộ nhắm mắt lại nè, kỳ bước ngang, bước ngang hai bước, bước ngang mới bước xéo. Cô kêu con đi tới hả, cái con ngồi xuống, để cây sát dưới đất. Sẽ 90 độ bên trái nè, sẽ 90 độ, tại vì cái chậu nó nằm đây. Không, sẽ 45 độ thì sẽ xéo chút rồi, đúng không? 45 độ thì sẽ xéo, nhưng mà bước xéo rồi. Xong con đập ngang mặt đất rồi chắc chắn trúng, hiểu chưa? Ngang hay là đập dạ? Đập thẳng thì nó đâu có trúng được. Hiểu không? Vô cử là mình đập ngang mạnh vậy nè, mạnh chúng. Thì ba kêu con xây, chừng nào con nói được rồi là đập, hiểu không? Nói con, ba kêu con đập hay đập, hiểu không? Không cần đập mạnh, hiểu không? Đập vừa thôi để mình canh đừng có hụt. Chắc thắng à. Chắc yeah. Chắc rồi. Yeah. Quay cho chóng mặt. Rồi, quay qua bên phải. Quay qua bên phải tay của con á. Ngừng. Rồi đi tới. Đi tiếp. Quay qua trái chút xíu. Quay qua trái 15 độ rồi đi thẳng tới. Đi 10 bước. 20 bước. Con nhanh lên, con đừng đi chậm. Con cứ đi đừng sợ té, hiểu không? Con cứ đi nhanh lên cho bạn. Đi, cứ đi bước dài cho bạn. Quay qua trái 45 độ. Ngừng. Quay qua trái. Đi tới 5 bước. Ngồi xuống. Quay qua bên trái 45 độ. Lùi lại 3 bước. Càng lẹ thì mình mỏng mất thời gian, con hiểu không? À, mình cứ đi hoàn họ nhanh. Hiểu chưa? Qua bên trái, nhẹ thôi. Rồi, giỏi. Tiếp tục, đi thẳng tới. Ngồi xuống. Quay qua bên trái 45 độ. Ngồi xuống. Bước tới một bước nữa. Rồi từ trái qua phải quơ mạnh. Làm lại. Lại tiếp tục. Làm lại. Mà nãy giờ anh làm gì đâu học. Đập ngang khó lắm người không? Đập xuống đó. Xuống nè, cây đập nhẹ không cần đập mạnh. Không cần đập mạnh, đập cho chính xác. Rồi, tiếp tục, bước tới 5 bước. Ngồi xuống. Rồi, đập mạnh lên. Nè cây, con cầm cái cây con để sát. Quơ nè, quơ nghe. Thầy có đừng cầm cao vậy cho nó thấp, thấy không? Thì mà nó nhìn ba này luôn, nhìn anh chi. Nè, con cầm gì đó nó khó trúng. Con cầm ngang vậy không? Cầm cái ngang đất nè. Con quơ ngang vậy nó dễ trúng. Dù cái chậu nằm trên đây, nằm dưới đây con cũng trúng nữa, con hiểu không? Rồi, đi thẳng tới 10 bước. Ngồi xuống. Quay qua trái. Giỏi, tiếp tục đi tới. Mấy phút nữa, nhìn thấy gì? Đó, cái đầu đó. Rồi, đi tới 2 bước. Thẳng thua quá à. Thôi, chơi vui rồi, có gì đâu, sao đâu. Quay qua trái 45 độ. Quay qua trái 45 độ đạp. Rồi, giỏi. Xuất sắc luôn. Hết sạch luôn rồi con. Giỏi. Đây cái này có đồ chơi nè, cái cuối cùng có đồ chơi nè con. Nè, lượm lên. Đây nè. Kìa có đồ chơi nè, này con. Đây nè con. Lượm lên. Đây nè. Đây nè, đồ chơi nè. Lụm hết sạch luôn. Quá tiền đồ chơi kia nữa kìa. Ghê ha. Đập hết luôn, dữ dội thiệt. Nhưng mà sẽ tính dây con hiểu không? Nếu con đập hết chậu mày, thời gian nó còn nhiều hơn anh thì con thắng. Quà tán rồi. Con là ăn hên. Quà tán. Có thấy là dây cuối cùng là cái thao đó là thua rồi. Mình cũng đập được hên. Thì đó hả? Ừ. Con nghĩ là bởi vì con phải đi lẹ, hiểu không? Phải đi lẻ luôn cho ba, không có đi chổng đi, không có đi nhích vậy.
hiểu nữa không? Đi bước dài cho ba, đúng. Con phải đi bước dài cho ba, hiểu không? Đúng, đi dài, đi vậy á, con đi giống vậy không ba, hiểu chưa? Xây đi con, xây ba vòng, xây từ từ thôi. Rồi, đi, đi thẳng đi con, thẳng đi lẹ, đi lẹ, đi lẹ thì có lẹ. Lẹ lên, lẹ lẹ, thẳng luôn, thẳng hoài, thẳng tới đi. Lẹ lên, đi lần chậm con đi chậm quá. Ngồi xuống, quơ. Giỏi, đi lên, bước rồi, bể rồi. Giỏi thấy không, bạn đọc hay chưa? Thấy chưa, bạn quơ hay hơn con ấy nha. Nãy con kêu mấy lần con mới chung. Bước lên hai bước, bước lên một bước nữa. Rồi, ngồi xuống, quơ. Thẳng, rồi, bước lên một hai bước nữa. Ngồi xuống, quơ. Mạnh lên, xin lên, xin lên hai bước, xin lên hai bước. Rồi, quơ, ngồi xuống, quơ, mạnh. Hấp xuống. Rồi, bể rồi. Qua đây, qua bên trái. Bên phải, qua bên phải, quẹo phải. Rồi, chút xíu, quẹo phải cho mọi người cái bước. Rồi, ngồi xuống, quơ. Rồi, bể. Rồi, bên kia. Rồi. Quá bể anh. Thế bạn làm lẹ hơn con. Ngồi xuống. Quơ, quơ đi con, quơ. Quơ, quơ đi con, quơ. Đừng có đập, quơ mạnh lên. Nhẹ quá sao bể được, con quơ mạnh lên trúng rồi đó. Mạnh, mạnh à, bạn đi nhanh hơn con, mà tại bạn yếu quá. Cái chậu đó. Thấy chưa? Cái chậu đó đập hoài đó. Hồi nãy con là con bị con gấp, theo như cái con đập bị tưng dưới đất. Thế còn bạn quơ hay không? Mạnh. Rồi, đúng. Đến lên một bước, bước lên một bước. Rồi, mạnh lên con, mạnh, mạnh. Trong mạnh lên, cái nữa. Đúng rồi, giỏi, bước lên hai bước. Bước lên hai bước, quẹo bên phải, quẹo phải. Rồi lên hai bước. Mạnh. Giỏi, rồi bước lên hai bước. Bể rồi, đứng lên. Rồi đi lên hai bước. Hai bước nữa. Rồi bên phải, ngồi xuống. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống. Rồi xong. Đúng luôn. Rồi. Hay quá. Chúc mừng. Nhặt đồ chơi đi con, quang hô, giỏi. Rồi, vẫn nhanh hơn rồi. Để bạn giỏi hơn con đó. Ủa, mà nhanh hai cái bằng nhau. Nhanh thời hơn gian, thời gian. Tại nãy con đập nhiều cái, đập chặt quá, ha. Thấy bạn đi rồi bạn quơ là trúng, cái nào cũng trúng. Thôi, xin chúc mừng Kỳ Kỳ. Theo nhiệm vụ vừa rồi, Kỳ Kỳ đã còn thưởng 2 phút 46 giây lận. Wow, quá dữ luôn. Nhờ kinh nghiệm quá không? Nhờ anh nhường con cho anh chơi trước không? Con không nhường nữa đâu. Không nhường nữa đâu. Bây giờ đây sung lên này. Bạn Kỳ Kỳ và cả bạn Phúc đều đã đập được hết tất cả số chậu ở trên sân rồi. Vậy là mỗi bạn đều được thưởng một huy hiệu. Nhưng mà vì Kỳ Kỳ đập xong sớm nhiều thời gian hơn, cho nên là được thưởng thêm một huy hiệu nữa. Xin chúc mừng Kỳ Kỳ. Là người chiến thắng trong nhiệm vụ này, bé Kỳ Kỳ đã khéo léo và mạnh mẽ khi tiếp thu sự hướng dẫn rất tài tình của cha Vân Quang Long. Nhưng cũng rất hoan nghênh bé Vĩnh Phúc đã có phần mở đường thuận lợi cho Kỳ Kỳ, quan sát và rút kinh nghiệm. Phần mở màn xem như đã khá suôn sẻ, nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ đòi hỏi nhiều hơn sự khéo léo, khả năng phản ứng nhanh nhạy của cả cha và con. Chiến thắng những nhiệm vụ tiếp 18 giờ thứ bảy tuần này, xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7.